Chào các bác nhá. Chào mừng các bác xem kênh điện tử Bùi Minh. Video này em làm trả hàng cho bác khách ở Bắc Giang nhá. Đấy, bác đặt em một máy Cricket V2 bản mới nhất màu đen, bản nâng cấp. Đấy thì em đã nâng cấp này và gia cố mạch xong. Gia cố mạch thì em gửi riêng cho các bác rồi. Đấy. Còn đây là video nội thất vào vỏ và test máy kỹ cho bác khách nhá. Đấy, bác khách thì nâng cấp thêm hai tụ băm này cho khỏe hơn này. Và công suất nó cũng khỏe hơn. Về phần quạt thì bác cũng làm thêm một cái công tắc quạt để đánh cá đẻ. Đấy, công tắc quạt đây ạ. Đó. Làm rất là tỉ mỉ nhá. Đấy. Về nội thất, máy Cricket V2 là một dòng máy đánh vợt và thả cáp rất là ngon. Dòng công suất lớn thì giá thì hơn 4 triệu một chút. Giá hơn 4 triệu một chút thì các bác có thể tham khảo cái dòng này, đánh cá trắng, cá da trơn, đánh vợt thả cáp rất là ngon nhé. Đấy, máy có hai màu là màu đen và màu tím. Đấy, về nội thất của máy này, máy chạy là 24 phép này, 25 Samut 1600M chính hãng. Đấy, 4 tụ phóng to, 4 tụ băm 8mm và nâng cấp thêm 2 tụ băm 6mm. Cảm E65 này, 2 SR có chống sốc SR này, MCU này. Đấy, 2 lê chống ngược này, 8 tụ lọc nguồn 6700UF. Làm mát bằng hai quạt lớn nhá, quạt làm mát rất là khỏe luôn ạ. Đây em bật công tắc quạt các bác. Đó. Đây là dây và kẹp của máy này, kẹp to đồng vàng dày dặn chắc chắn nhá. Đấy. Ở phía mặt trước thì máy của bác khách thì em nâng cấp thêm một cái công tắc quạt. Đấy, công tắc quạt ở đây. Hai núm đấu cò ở phía bên trong. Đấy. Màn hình LED này, núm chỉnh tần số này, rộng xung này, băm xung này, công tắc lưu 3 chế độ này, hai núm da vợt này, đấy, núm mát và núm dương đấu vợt. Thì em test máy luôn cho các bác cùng xem nhá. Đấy, em đang tắt cái công tắc quạt cho tiếng đỡ ồn. Chế độ này em lưu bác khách là để đánh vợt. Đánh vợt thì các bác để tần số 80, rộng xung 75 và độ băm tầm 35. Đấy, đánh vợt các bác để 80-85 nhé. Tần số 80-85. Chế độ tiếp theo là thả cáp cá trắng này. Tần số thì cũng 80 này. Rộng xung 90-100 này. Băm xung thì 55-65. Chế độ tiếp theo nữa là chế độ đánh vợt tổng hợp cả cá trắng cả da trơn nhé. Thì các bác cho băm thưa ra, cho băm lên 80. Đấy, rộng xung và tần số vẫn giữ nguyên. Đó. Thì em xin phép là làm video test máy ngắn thôi. Đấy thì máy của bác là hoạt động ổn định. Đấy, máy rất là khỏe, rất là ngon. Các bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0961038361 nhé. Thì em sẽ tư vấn chi tiết và báo giá cụ thể từ các bác. Máy em bán ra có bảo hành sửa chữa 1 năm. Và các bác ủng hộ kênh, đăng ký kênh thì em miễn phí ship toàn quốc nhé. Cảm ơn các bác.